Mời cô. Cô Vân này, cô vẫn thường xuyên gặp cậu Cường, có đúng không? Chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau. Nhưng có gì là sai nhỉ? Chúng tôi muốn chia sẻ thông tin để cô hiểu rõ hơn tình hình. Hiện giờ, cậu Cường là một trong những đối tượng tình nghi. Anh Cường không thể nào là thủ phạm được. Còn lần gần đây nhất là đã đánh cho nó một trận. Con không nhớ à? Mẹ đừng có vu khống cho người khác. Con ở bên anh ấy con biết. Cô cứ bình tĩnh đã. Theo hướng điều tra, chúng tôi cần kiểm tra mọi giả thiết. Tôi nghĩ để tránh mất thời gian, anh chị nên điều tra kẻ nào khác thì hơn. Tôi có thể đảm bảo với anh Cường. Vậy cô hãy cứ lắng nghe nghi vấn của chúng tôi. Cũng không hại gì, có phải không nào? Vâng, anh nói đi ạ. Đây là sơ đồ hệ thống an ninh của gia đình. Nó bao gồm hệ thống kiểm soát ra vào được điều khiển bằng tay và điều khiển bằng điện thoại của cả ba thành viên. Ngoài ra, không có một cách nào khác có thể đột nhập vào được. Khả năng điều khiển bằng tay đã được loại trừ. Vậy chỉ còn ba chiếc điện thoại là có khả năng này. Một là của bố cô, hai là của mẹ cô, và ba chính là của cô. Nhưng tất cả chúng tôi đều không mở. Nhưng chắc chắn có một kẻ nào đó đã xâm nhập vào điện thoại của cô Vân. Chiếc điện thoại mà cô đã báo để quên ở nhà cậu Cường trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cô có nhớ chứ? Đó chính là sơ hở duy nhất mà hacker có thể khai thác. Việc bẻ khóa điện thoại của cô là điều đơn giản đối với chúng. Sau đó là khai thác phần mềm an ninh của gia đình được cài sẵn trong điện thoại của cô. Không, nhưng mà anh Cường mù công nghệ, anh ấy chẳng biết gì về mấy cái này cả. Cô cứ bình tĩnh đã. Tất cả mới chỉ là giả thiết thôi. Đúng rồi, tất cả chỉ là giả thiết thôi. Anh Cường không thể nào là thủ phạm được. Vậy nếu như có một cách giúp Cường có thể thoát khỏi mọi hiểm nghi, cô có muốn thực hiện hay không? Hoạt động. Cường à, anh Tuấn đây. Anh Tuấn à, Vân đang lên cơn nghiện, em phải giúp Vân. Anh cứ bảo mọi người về đi, em lo được. Anh biết rồi, em mở cửa ra đi. Có gì anh em mình cùng giải quyết. Anh bảo anh em về đi, em lo được mà. Em cứ mở cửa ra đi, thấy Vân anh mới bảo anh em về được. Các anh về đi, tôi không sao cả. Tôi muốn ở một mình với anh Cường. Cô Vân à, chúng tôi cần nhìn thấy cô. Cô ra đi được không? Tôi mở cửa đây. Cô sao không? Tôi không sao. Nghe nói cô đang cần tìm thứ này.
Lúc này đã hơn 8 giờ tối, đoàn làm phim Biệt Dược Đen đang có mặt đông đủ tại khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc địa bàn quận Long Biên, Hà Nội. Ít phút nữa, tại đây sẽ diễn ra một phân đoạn quan trọng mang tính chất bước ngoặt cho những diễn biến tiếp theo của bộ phim. Cảnh phim này của trong bộ phim Biệt Dược Đen thì bên nhóm tội phạm họ dùng một chiếc xe ô tô để gây án và bây giờ họ đang tìm cách để phi tang, đốt cái xe ô tô đi. Đây là một cảnh phim khá là phức tạp và khá là khó. Bên tổ họa sĩ cũng như là bên tổ thiết kế, các anh em đã tìm ra được một cái xác xe Ford Transit. Đấy, một chiếc xác xe ô tô nó tương đồng với chiếc xe mà đóng cái cảnh gây tai nạn rồi bỏ trốn. Và chúng tôi sẽ tiến hành cách quay làm sao để mà tạo ra được cái cảm giác tốt nhất, chân thực nhất cho khán giả. Theo kịch bản phân cảnh, phân đoạn chỉ diễn ra trong 5 phút, nhưng khâu tổ chức thực hiện mất rất nhiều thời gian công sức. Khi đã chọn được bối cảnh, tổ họa sĩ sẽ tiến hành khảo sát địa hình, đảm bảo an toàn cháy nổ, phòng cháy chữa cháy và tính toán phương án vận chuyển đạo cụ là chiếc xe ô tô 16 chỗ. Cái quá trình chuẩn bị hành quay này chúng tôi mất khoảng độ tầm hơn 1.5 tháng. Tổ họa sĩ cũng phải đi tìm lùng sục rất nhiều và cùng anh tìm được một cái xác xe để mà giúp cho cảnh quay này. Từ khi lên kịch bản chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm được một cái địa điểm cũng như một cái đạo cụ. Thế thì tôi có tìm được một cái xe ở một bãi phế liệu. Sau đó tôi đã thuê họ cẩu ra theo cái vị trí mà mình đảm bảo vật hình ảnh. Với mong muốn có được những hình ảnh chân thực, diễn tả được tính chất manh động, liều lĩnh của nhóm tội phạm, ekip sản xuất đã tính toán kết hợp thêm hiệu ứng quả nổ, khói và cả hướng gió. Tất cả nhằm đem đến hiệu ứng hình ảnh sống động và chân thực cho từng góc máy, khuôn hình. Chúng tôi cũng bố trí máy quay và lửa và khói ở trong xe để chúng tôi chỉ cần làm một lần duy nhất. Vì nếu mà làm lần hai xong cái xe nó cháy tan tành rồi thì mình không làm được gì nữa. Cái việc tổ chức hình ảnh này thì đạo diễn hình ảnh sẽ tính toán các góc máy làm sao cho ấn tượng nhất, che lấp đi những cái khuyết điểm mà chúng tôi cần phải che giấu, vì chiếc xe này chắc chắn là không phải giống hệt như cái chiếc xe mới rồi. Cái việc đốt xe này nó sẽ không diễn ra theo cách thông thường như chúng ta đốt, mà chúng tôi đốt để quay phim, thành ra là tôi sẽ đốt theo cái hiệu quả hình ảnh. Ngoài việc đốt bằng lửa ra, chúng tôi vẫn chuẩn bị thêm những cái vật liệu khói để khi mà lên phim nó sẽ đảm bảo được cái hiệu quả tốt nhất. Ra bắt hình xem nào. Khi nào quay chuột phải đi chỗ khác. Sau nhiều lần tập dượt, cuối cùng khẩu lệnh quen thuộc cũng được vang lên. Tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức tại địa điểm quay, song với tâm huyết và sự nỗ lực, các thành viên đoàn làm phim đã miệt mài sáng tạo để gửi tới khán giả những hình ảnh cuốn hút. Cả một cái quá trình đấy nó sẽ có rất nhiều các tình tiết hấp dẫn, có rất nhiều những cú ngoặt, những tình huống bất ngờ, những kịch tính mà chắc chắn khán giả sẽ cảm thấy thú vị khi bộ phim lên sóng trong những tập tiếp theo. Ngày hôm nay trong một cái không gian bao la, hoang vu thế này mà đoàn làm phim đến đây để quay, đấy nó u ám, nó thình thịch và tiết tấu càng ngày càng nhanh và càng ngày càng hấp dẫn hơn. Và rất là hy vọng là tất cả khán giả sẽ luôn luôn ủng hộ và theo dõi bộ phim Biệt Dược Đen. Mời quý vị tiếp tục đón xem những diễn biến mới của bộ phim Biệt Dược Đen. Phát sóng 21:40 thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần trên VTV3.